Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào tất cả quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng kèm cô ô tô. Ngày hôm nay thì đây ạ, em sẽ lên cho toàn thể quý cô bác quý chị một chiếc xe sedan 2 đầu số tự động đến từ nhà sản xuất của Chevrolet đây nha quý cô bác quý chị nhá. Sản xuất 2014, chắc là quý cô bác quý chị cũng đã nhận ra đây là một mẫu xe gì rồi đấy ạ. Đây là một chiếc Chevrolet Avell sản xuất năm 2014, số tự động, động cơ trang bị 1.5. Và chiếc xe này đã có trang bị màn hình cam lùi, la răng đúc đầy đủ rồi nhá quý cô bác các chị nhá. Đây ạ, em sẽ đi tổng quát về ngoại thất xe cho toàn thể quý cô bác quý chị có cái nhìn rõ nét nhất về chiếc Avell bản LTZ số tự động đây ạ. Đấy ạ. Đây nhá quý cô bác các chị nhá. Đây em sẽ quay hết đây cho toàn thể quý cô bác chị chúng ta cùng xem đây. Đấy. Biển Nam Định. Máy số zin hết luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Và chiếc xe này có trang bị màn hình giải trí cam lùi đầy đủ cho toàn thể quý cô bác chị, ghế bọc da đẹp rồi. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp mở điện nha quý chị nhá. Đây là răng đúc la răng trẻ đây, cực kỳ đẹp luôn đây cho toàn thể các bác luôn này. Bên ngoài thì mẫu này đây cho các bác cùng xem đây. Màu đen bóng quá đẹp luôn đây cho toàn thể quý cô bác quý chị rồi. Không một vết xước nhỏ nha quý cô bác quý chị nhà mình nhá. Đây ạ. Và chiếc xe này thì 4 lốp mới, tương đối mới đẹp rồi. Đèn pha trong sáng đều đẹp đây cho các bác cùng xem này. Đấy. Đèn pha đây nhá quý chị nhá. Trong sáng đều đẹp, đèn gầm đầy đủ này. Mặt ga đăng kép và bốn xung quanh viền ga đăng đây. Đấy, đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp. Đèn bên đây cũng vậy này. Đấy. Trong sáng đều đẹp đây cho các bác nhá. Đèn halogen siêu sáng luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị. Đấy, trước này thì là gương kính zin cả xe luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Đấy, la răng đúc đẹp đây. Đây sẽ phân tích cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. Em sẽ phân tích luôn cho các bác luôn. Rồi tất cả các tay nắm cửa này đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp đây. Đấy. Keo chỉ kèo cột của em nó thì đây ạ, cho các bác cùng xem đây. Đấy các bác nhé. Đầu tiên thì khi chúng ta đi xem xe thì chúng ta có thể xem những cái này, hoặc là xem những cái mép dưới này của những cái lỗ thoát nước này. Đấy, nó còn vuông vắn đẹp như thế này thì chúng ta nên mua các bác nhé. Còn nó móc méo rồi thì chúng ta phải xem cái quá trình va nó như thế nào này, rồi nó bị va như thế nào vào là chúng ta sẽ có thể nghiên cứu thêm. Ví dụ như nó chỉ là một cái cánh này thôi, hoặc là bị một tí mép này thôi thì cái này nó cũng không vấn đề gì quá nhiều. Còn khi chúng ta có những cái đặc điểm ở những cái chỗ vị trí như thế này thì chúng ta sẽ có thể là tìm hiểu sâu hơn về chiếc xe đó nhé quý cô bác quý chị nhé. Nhưng con này thì nó quá đẹp luôn rồi. Từ phần táp ly này, đấy, táp ly đây cũng vẫn là nỉ zin nguyên bản đây cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Đây, đấy. Phần này thì nó là nhựa nhé quý anh chị nhé. Đấy, loa bát cỡ lớn này. Trong này thì nó là cái nút để chúng ta mở cốp nhé, mở cốp sau. Đây ạ, nút gương kính chỉnh điện cùng mở điện đây ạ. Đầy đủ đây cho toàn thể các bác luôn này. Táp lô của em nó đây cho các bác cùng xem. Đấy ạ. Táp lô quá chất quá đẹp luôn đây cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. Táp lô zin. Vô lăng củ số đây ạ. Vô lăng củ số 4 chấu đẹp đây cho toàn thể quý anh chị luôn. Đấy. Và chiếc này bên trong đây cho các bác cùng xem này. Đấy. Xe có trang bị màn hình đây rồi. Cam lùi đầy đủ nhá quý cô chị nhá, có bản đồ dẫn đường đây. Rồi có thẻ nhớ thẻ cạc này, rồi có thẻ định vị GPS đầy đủ đây cho cái màn hình này nhá quý anh chị nhá, đầu đĩa DVD đây. Dưới đây thì nó là khe cắm USB này. Rồi và chiếc này thì nó là phiên bản điều hòa tự động. Đây là điều hòa auto đây nha quý chị nhá. Dưới đây thì là khe gạt tàn này. Đấy. Táp ly táp lô đây cho các bác cùng xem luôn. Quá chất quá đẹp luôn cho toàn thể các bác luôn. Và chân của em nó đây. Chân của em nó là chân nỉ zin nguyên bản đây nha quý cô bác quý chị nhá. Đấy. Chân nỉ zin nguyên bản luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị. Một chiếc Avell 2014 phiên bản số tự động. Số tự động bản LTZ đây cho toàn thể quý chị này. Từ những cái ốc chân ghế này cũng còn nguyên bút chấm sơn QC nhà máy này. Rồi tất cả những cái ốc này. Đây, ốc khóa cửa đây các bác nhé. Đây cho các bác cùng xem này, nguyên này. Rồi là bu lông ốc vít đây cho các bác cùng xem. Đấy, bu lông ốc vít đây. Còn nguyên chưa hề có lốt vặn luôn cho toàn thể các bác luôn. Đấy, các bác xem ạ. Chưa hề có lốt vặn luôn các bác nhé. Đây, phần bên đây cũng vậy này. Đấy, keo chỉ keo cột đây cho các bác cùng xem. Rồi những cái khe bên dưới này. Đấy, bên dưới này nha quý chị nhá. Táp ly của em nó đây. Đấy, đây ạ. Rồi phần ốp cánh cửa này cũng vậy, còn nỉ zin nguyên bản. Đấy. Ghế da zin đây các anh nhá. Rồi đây ạ, ốc chân ghế này. Đấy. Ốc chân ghế này cũng vẫn còn nguyên bút chấm sơn đây cho toàn thể các bác luôn. Số tự động 2014. Rồi đây. Tay khóa đây các anh nhá. Đây ạ, cho các bác cùng xem này. Nguyên bút chấm sơn luôn. Nguyên bút chấm sơn của QC nhà máy, bên trong này cũng vậy này. Đấy. Đây nhá quý anh chị nhá. Đấy. Đáng đồng tiền bát gạo khi các bác bỏ ra mua em này. Đèn hậu phía sau đây rồi ạ. Trong sáng đều đẹp đây cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Đấy. Quá đẹp luôn con Avell 2014 này các anh nhé. Rồi đây ạ, đèn cảnh báo hậu trên cao đầy đủ cho các bác luôn này. Trong cốp xe thì đây chúng ta có thể xem
Cho các bác phân tích luôn cho các bác này. Hai bên này các bác nhé, nhìn những cái ốc đinh tán này của nhà sản xuất này, hai bên máng nước đều đẹp như thế này là đồng nghĩa việc là xe chưa hề có một chút va chạm nào như chị nhé, chưa hề bị cấn luôn. Đây nữa ạ, để cho các bác cùng xem. Đây ạ. Đấy. Rồi những cái khe này, khe thắt nước này. Đấy, các lỗ thắt nước ở trên cốp này cũng vậy nhá. Đấy. Rồi cái tấm nỉ này nó còn nguyên đẹp và nó còn sạch sẽ, còn đẹp vuông vắn đẹp như thế này thì đồng nghĩa việc là xe nó còn quá đẹp luôn, quá dữ luôn. Lòng cốp bên trong đây cũng vậy này, cho các bác cùng xem. Đấy. Con Avel này thì cốp rất là rộng rồi. Đây. Cho các bác xem bên trong nữa này, các bác để đánh giá chất lượng của em nó đây. Đó. Quá đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác chị luôn. Đây ạ. Đấy, lòng cốp nhá, lốp sơ cua đầy đủ đây cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Lòng cốp mới tinh đây nhá các bác nhá. Đấy, lòng cốp mới tinh luôn. Không hề bị rỉ này, cũng không hề sơn lại luôn và nó còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Từ đầu luôn cho các bác đấy. Đấy các bác thấy không? Nó phải chất như vậy, đúng không ạ? La răng đúc rồi, lốp thì còn tương đối mới rồi. Và cái dòng này thì chiếc Chevrolet Avell này thì nói chung bảo trì bảo dưỡng em này thì nó rất là đơn giản thôi. Nhẹ nhàng, đây tắp ly của em nó đây. Rất rẻ luôn cho các nhá. Nhiên liệu động cơ 1.5 thì nó sẽ lanh quanh vào tầm khoảng 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 km đường hỗn hợp. Đây ạ. Đấy. Tất cả những khe bên dưới này, cái lỗ thoát nước bên dưới này còn vuông vắn đẹp đây cho các anh nhá. Keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ zin hết này. Đấy, cho toàn thể quý cô bác quý chị này, tắp ly tắp lô của em nó đây. Đấy. Bao đẹp luôn, bao chất luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Đây nữa ạ. Đấy các anh em. Rồi ốc khóa đây cũng vậy này. Nguyên bút chấm sơn đây của QC nhà máy. Tất cả những cái gioăng cao su này. Đấy, còn nguyên đây nhá quý chị nhá, từ 2014 đây mà các bác nhìn xem nó có chất không ạ? Nhìn như thế này là các bác mới đánh giá được tổng quan của chiếc xe này, nó quá là đẹp luôn rồi đúng không ạ? Quá là đẹp luôn rồi. Đây ạ, bên đây nữa cho các bác cùng xem. Đấy, đây ạ. Keo chỉ này. Đấy, cho các bác cùng xem đây. Đấy, bên dưới này. Tất cả những cái lỗ thoát nước này nhá quý chị nhá. Những cái dòng này thì các bác chỉ cần kiểm tra bốn cánh cho em những cái chỗ như thế thôi là các bác đánh giá được sơ qua về thân vỏ của em nó rồi đây. Đấy. Táp ly này. Táp ly này nhá. Quá đẹp luôn rồi. Phần này thì vẫn là ốp nỉ hết nhá quý chị nhá. Táp lô đây ạ, cũng quá đẹp luôn cho toàn thể quý chị này. Con này trang bị hai túi khí, một túi khí ở bên phụ đây và một túi khí tích hợp trên vô lăng đây nhá quý chị nhá. Đấy, hai bên phím còi hai bên này. Phím còi hai bên trên vô lăng. Số tự động rích rắc đây cho toàn thể quý chị luôn. Ghế bọc da rồi nhá quý chị nhá. Rồi ốc chân ghế này cũng còn nguyên bút chấm sơn đây. Đấy, cho các bác luôn. Trên đây cũng vậy này. Đấy, các bác nhá. Trên đây cũng vậy luôn. Đấy. Đây, tất cả những cái này nó cũng còn zin hết này. Zin hết nhá các bác nhá. Zin hết nguyên bản theo xe. Đây nữa ạ. Đấy. Tất cả những cái ốc này đều có bút chấm sơn QC nhà máy này. Bù lông ốc vít đây cho các bác cùng xem đây. Đấy. Chưa hề có một nốt vặn cà lê mòn hết nhá các bác nhá. Chưa hề có nốt tác động nào, chưa có nốt vặn luôn cho toàn thể các bác luôn. Gương kính thì là gương kính zin rồi. Đấy, đây ạ. GM đây cho toàn thể quý anh chị này. Khám phí con này còn đến tận tháng 12 năm 2022 cơ ạ. Đến tận tháng 12 năm 2022 nên là các bác con này thì yên tâm luôn rồi. Về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Đấy, chỉ việc đổ xăng em này và đi thôi nhá quý cô bác chị nhá. Không phải làm bất kỳ một cái gì, cũng không phải khám phí lại. Các bác yên tâm mà là các bác đã được lợi thế về cái đấy rồi. Đấy, đây cho các bác cùng xem tiếp về cái phần động cơ của em Avell này nhá các bác nhá. Đây ạ. Đây là một chiếc Avell 2014 và cái khoang động cơ cho các bác cùng xem này. Tất cả hai bên máng là hai bên này đều đẹp này. Ắc quy còn xanh lét luôn, cạy nhẹ cái nổ nhá quý chị nhá. Những cái thanh rằng bên trên đây. Đấy, tất cả các lỗ tròn xoe đây các bác chỉ cần đánh giá như thế này thôi là các bác đánh giá được phần đầu của em nó là không bị xô. Không bị xô nhá quý cô bác chị nhá. Bị xô thì những cái này không thể nắn được. Những cái lỗ này nó không thể tròn như này được và không thể nắn được nhá quý chị nhá. Đấy, không thể nắn được. Đây ạ. Đấy, rồi ốc cabo đây. Còn nguyên luôn, chưa hề có nốt vặn luôn nha quý chị nhá. Nắp cabo thì phẳng lừ rồi, đẹp luôn rồi. Đây cho các bác cùng xem đây. Đấy, đẹp luôn, phẳng phiu đẹp này. Rồi tất cả những cái ốc khóa này cũng còn nguyên bút chấm sơn của QC nhà máy đây cho các bác luôn. Tất cả các lỗ tròn xoe nhá quý chị nhá. Đấy, các lỗ tròn xoe luôn. Về phần động cơ của em nó thì đây ạ. Cho các bác xem đây. Cụm phanh ABS bên trong này cũng vẫn còn nguyên bút chấm sơn này và tất cả những cái đầu ốc và đầu khóa nước này cũng vẫn còn nguyên bút chấm sơn. Đấy, đây cũng vậy này. Những cái rác điện nhá quý chị nhá. Đấy. Rác chân ga này, rồi rác ống bên trong này. Đấy. Còn nguyên bút chấm sơn của QC nhà máy luôn. Ốc chân máy này cũng vậy này, chưa hề có nốt vặn luôn. Máy số zin đét nhá quý cô bác cô chị nhá. Đây cũng vậy này. Đấy, đây cũng vậy này. Đấy, chưa hề có một nốt vặn nào luôn. Đấy, thậm chí là phần ốp cổ bô này vẫn còn sáng choang đây. Đấy, đây ạ. Dưới ốc chân máy này cũng vậy này. Đấy. Giữa nối giữa hộp số và máy đây các bác nhá. Đấy, cũng còn nguyên này. Bút chấm sơn luôn và những cái này tất cả là zin hết luôn cho toàn thể quý con chị luôn. Chiếc Chevrolet Avell 2014
14 phiên bản số tự động động cơ trang bị 1.5 này thì bên Em Công Auto ngày hôm nay sẽ chào bán gửi tới quý cô bác quý chị với giá bán là 266 triệu đồng thôi nhá quý anh chị nhá. Giá còn thương lượng cho anh em khi anh em đến xem xe và chạy thử xe trực tiếp tại Công Auto. Quý cô bác quý anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Avel số tự động bản LTZ 2014 động cơ 1.5 và nó còn đẹp máy số zin như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với Công Auto qua số hotline của em là 0984883950. Các bác nhớ đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo, những video tiếp theo em lên sóng để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất và không bỏ qua những buổi livestream báo giá của em và tổng hợp những cái mẫu xe em đang bán cho quý cô bác chị nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác các chị, hẹn gặp lại quý cô bác các chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.